Chánh giác mà nói ở đây là chỉ Phật mà nói, Phật trong đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, vĩnh viễn đoạn tuyệt gốc phân biệt, tức cũng là thức. Phật đã chuyển tám thức thành bốn trí, đã hoàn toàn đoạn trừ thức tâm phân biệt, chỉ tồn tại trí huệ. Trí huệ hay chiếu thấy tất cả các pháp thật tướng. Phật là bậc đại giác, phước huệ đều đủ nên viên mãn, cho nên gọi là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điểu ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, mười danh hiệu. Bấy giờ Bồ Tát chân thật huệ nương oai lực của Đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó vị đại Bồ Tát chân thật huệ ở phương Tây Bắc nương đại oai thần lực gia trì của Phật, quán sát khắp nhân duyên và căn tánh của mười phương chúng sinh mà dùng kệ để diễn đạt pháp muốn nói. Thà thọ khổ địa ngục, được nghe tên chư Phật, không thọ vô lượng vui mà chẳng nghe tên Phật. Thà tôi chịu đủ thứ sự thống khổ trong địa ngục mà thường được nghe danh hiệu của chư Phật, nhưng chẳng muốn hưởng thụ vô lượng sự an vui mà chẳng được nghe danh hiệu của chư Phật. Tóm lại, thà là chịu khổ muốn nghe tên Phật, chẳng muốn thọ vui mà chẳng nghe được tên Phật. Chúng ta sinh vào nạn Phật trước, Phật sau, một trong tám nạn, tuy nhiên sinh ra vào thời sau Phật nhưng vẫn còn nghe được pháp, nghe được hồng danh của Phật. Có người một đời chẳng nghe được tên của Phật, giống như người ở Bắc Câu Lưu Châu, tuổi thọ rất dài, có thể sống đến 1.000 tuổi, đời sống rất sung sướng, nhưng chẳng thấy Phật, chẳng nghe pháp, chẳng gặp tăng, vĩnh viễn chẳng nghe được tên Phật, cũng là một trong tám nạn. Cho nên trong quá khứ, chịu khổ vô số kiếp, lưu truyền trong sinh tử vì không nghe tên Phật. Vì không nghe tên Phật, cho nên quá khứ trong vô lượng kiếp thường lưu truyền, thọ hết các sự khổ, luân hồi trong sinh tử. Nếu nghe được tên Phật, ý pháp tu hành, thì sẽ thoát khỏi ba cõi, chẳng còn thọ khổ nữa. Nơi pháp không điền đảo, như thật mà hiện chứng, lìa các tướng hòa hợp, đó gọi vô thượng giác. Nếu không dùng tâm dục làm việc, thì nơi pháp chẳng điên đảo. Nếu một niệm không sinh, thì sẽ chứng được chân như thật tướng. Nếu lìa khỏi tất cả tướng giả hòa hợp, thì đây gọi là vô thượng giác đạo. Trong kinh Địa Tạng có nói: chúng sinh Nam Diêm Phủ Đề khởi tâm động niệm, đâu chẳng phải là nghiệp, đâu chẳng phải là tội. Vậy có người làm việc thiện cũng có nghiệp, cũng có tội chăng? Không sai, có nghiệp có tội, song làm việc thiện nếu vô tâm thì mới là chân thiện, nếu có tâm thì là tội ác. Người xưa nói: có tâm làm thiện, tuy thiện không thường, vô tâm làm ác, tuy ác không phạt. Cố ý đi làm việc thiện mà hy vọng đắc được quả báo tốt, đây tức là tội nghiệp. Tại sao? Vì đắc được quả báo tốt lại hay tạo nghiệp ác. Ví như người nghèo, một đồng không xả, không thể đánh bạc, càng không thể hút nha phiến. Người có tiền thì có thể đánh bạc, có thể hút độc. Tại sao? Vì có tiền. Có người nghĩ tôi đi đánh bạc, đem tiền đánh bạc ăn được, tạo một ngôi chùa lớn. Tư tưởng này tức là ác, bạn tạo chùa chẳng thanh tịnh, e rằng chẳng có ai tu hành. Hoặc có người nghĩ tôi tạo chùa là cầu phước báo, tương lai sẽ đắc được quả báo tốt, đây cũng là tội nghiệp. Vậy làm thế nào mới có công đức? Phải làm mà đừng có chấp trước, chẳng có xí đồ. Tạo chùa làm thác là làm hết trách nhiệm của mình, đừng cầu mong quả báo gì hết. Đừng động tâm niệm, động tâm tức là điên đảo. Làm mà không động niệm, làm mà không có tâm phân biệt, làm mà không có vọng tưởng, đây tức là pháp không điên đảo. Nếu có tâm niệm đi làm việc, hy vọng đắc được quả báo tốt, thì đó là tâm tham. Ví như có người lạy Phật muốn cầu con cái, có người lạy Phật muốn cầu phát tài, hoặc cầu vạn sự như ý, tất cả các tường. Nếu Phật là như vậy, đó chẳng phải là Phật tham ô hối lộ chăng? Chúng ta cúi đầu lạy Phật là cung kính Phật, vì Phật là vạn đức viên dung, đáng đảnh lễ cung kính, chẳng tính quả báo, chẳng cầu quả báo, đó mới là không điên đảo. Như sinh một tâm niệm tức là điên đảo, như sinh một tâm niệm tức là điên đảo, chưa có thể xa lìa điên đảo mộng tưởng. Chúng ta tu hành đừng nghĩ muốn khai ngộ, càng nghĩ thì càng không khai ngộ. Tại sao? Vì muốn khai ngộ tức là vọng tưởng. Do đó có câu: chỉ hỏi trồng trọt đừng hỏi thu hoạch, đến lúc gieo giống thì đi gieo giống, đừng màng thu hoạch như thế nào, hết mình trồng trọt tưới nước bón phân, trồng được phần nào thì sẽ thu hoạch được phần ấy. Đừng động niệm, động niệm tức là vọng tưởng. Do đó có tâm là vọng tưởng, vô tâm là cảm ứng. Mình tự hỏi mình, một ngày có thời gian dài bao lâu một niệm không sinh? Tâm của chúng ta như ngựa như khỉ, chẳng nhìn đông thì ngó tây, đây tức là khởi vọng tưởng, tức cũng là điên đảo. Gì là điên đảo? Tức là đáng làm mà không làm, không đáng làm mà làm. Nếu không khởi vọng tưởng,
tức là nơi pháp chẳng điên đảo. Hiện tại chẳng hòa hợp, khứ lai cũng như thế, tất cả pháp vô tướng, đó là chân thể Phật. Tướng là do các duyên giả hòa hợp mà thành, gọi là tướng hòa hợp. Ví như một hạt bụi tập nhiều mà thành núi cao, thật tế lý thể của Phật chẳng phải hòa hợp mà thành. Nhưng hiện tại chẳng phải, tức là quá khứ và vị lai cũng chẳng phải. Tại sao? Vì tất cả các pháp chẳng có thể tướng, chẳng có thể tướng mới là bản na diện mục thật tướng lý thể của Phật. Nếu quan sát như vậy, nghĩa các pháp thâm sâu, tất thấy tất cả Phật, tướng pháp, thân, trần thật. Tất cả tướng hư vọng hòa hợp, đừng chấp trước nó. Nếu như hay quan sát như thế thì sẽ quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Một niệm không sinh thì vạn vật đều đủ nơi ta. Đây tức là nghĩa chân thật của pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, tức cũng là chân như thật tướng. Tức là một niệm không sinh cũng chẳng có niệm thiện, cũng chẳng có niệm ác. Lục Tổ Huệ Năng nói, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính lúc đó là bản lai diện mục của Thượng Tọa Huệ Minh. Lúc không nghĩ thiện, không nghĩ ác, còn có gì? Tức là bản lai diện mục của mỗi người. Cảnh giới này nói thì dễ nhưng làm thì khó. Nếu trong khoảng 5 phút mà chẳng sinh một niệm, thì công đức này còn hơn là tạo tháp bảy báu nhiều như số cát sông Hằng. Do đó có câu, nếu ai tĩnh tọa trong chốc lát, hơn tạo tháp bảy báu nhiều như số cát sông Hằng. Tức là đạo lý này. Tại sao? Vì tài bồi pháp thân huệ mạng tới nước bón phân trồng trọt, cho nên công đức lớn nhất, tức là cảnh giới, nghĩa các pháp thâm sâu. Nếu như được như thế thì tức là thấy được mười phương ba đời tất cả chư Phật. Tại sao? Vì minh bạch đạo lý pháp thân trần như thật tướng của Phật. Như vậy thì Phật thường tại một chỗ với bạn. Tại sao chúng ta không thể trở về nguồn cội? Là vì có sự chấp trước, có sự điên đảo. Trong kinh Địa Tạng có nói, tất cả chúng sinh khởi tâm động niệm đâu chẳng phải là nghiệp, đâu chẳng phải là tội. Một số người thấy chúng sinh ba đường ác, làm đều là điên đảo, đều chẳng hợp pháp. Xong người trên trời thấy người ở nhân gian, bất cứ làm việc thiện hoặc việc ác cũng đều là điên đảo mà chẳng hợp pháp. Chúng ta cảm thấy mình làm đều là việc thiện. Ta tu hành, ăn cơm, niệm Phật, tụng kinh, lễ giám, cho rằng là dụng công tu hành. Xong người trời nhìn thì đều là điên đảo mộng tưởng. Tại sao? Vì có sở xí đồ. Ăn chay muốn được quả báo, niệm Phật muốn được quả báo, tụng kinh muốn được quả báo, lễ giám muốn được quả báo, hy vọng tương lai làm quan phát tài, mạnh khỏe sống lâu, kỳ thật đó đều là điên đảo. Có niệm thì có khổ, không cầu gì mới là phước. Có tâm niệm là có mong cầu, không có tâm niệm thì không có mong cầu. Do đó có câu, không tâm không niệm phước vô biên, tư dục tạp niệm là tội khiên. Phàm là có sự mong cầu, có tâm niệm đều là điên đảo. Cầu làm việc lành cũng là điên đảo. Tại sao? Vì làm việc lành thì được quả báo tốt, đợi đến khi được quả báo tốt thì lại mê hoặc. Do đó, bần cùng bố thí khó, phú quý học đạo khó. Người nghèo khổ dạy họ bố thí thì rất là khó vì chẳng có tiền. Người có tiền dạy họ tu hành thì rất là khó vì muốn hưởng thụ vui năm dục. Không thể tu hành mà còn tạo đủ thứ tội nghiệp, tương lai sẽ đọa vào địa ngục thọ khổ. Khi bần cùng thì muốn bố thí làm việc thiện, nhưng đến lúc giàu có thì ngược lại, làm những chuyện chẳng hợp pháp sẽ đọa lạc thọ khổ. Đây chẳng phải là tướng điên đảo chăng? Chúng ta người tu hành thì không cầu đời sau quả báo tốt, không cầu quả báo sinh về trời. Tại sao? Vì khi hưởng hết phước trời thì cũng phải thọ khổ, phải học không niệm không cầu không tham, đây mới là giàu sang thật. Do đó, không tham giàu sang thật, biết đủ là thần tiên. Phải sinh tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si thì sẽ thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử, đây mới là tự tại thật sự. Nơi thật thấy trần thật, không thật thấy không thật, như vậy hiểu rốt ráo, thề nên gọi là Phật. Phật là giác cứu kính, để khỏi tất cả điên đảo chấp trước, phân biệt vọng tưởng, cho nên trên thật tướng trần như, chứ được cảnh giới trần như thật tướng, tất cả điên đảo chấp trước, phân biệt vọng tưởng đều là hư vọng, chẳng có thể tánh trần thật. Gì là hiểu cứu kính? Tức là nơi thật thấy trần thật, tại lý thể chân như thật tướng, chứng đắc cảnh giới này thì sẽ minh bạch đạo lý này, lý như như này, dùng trí như như để khế hợp, do đó nên gọi là Phật. Phật pháp không thể giác, rõ đây gọi giác pháp. Chư Phật tu như vậy, một pháp không thể được. Phật nói tất cả pháp là phá chấp trước của chúng sinh chẳng còn chấp trước thì Phật pháp cũng chẳng dùng nữa. Nếu chúng ta chẳng có mọi chấp trước
thì một niệm chẳng sinh tức là trở về nguồn cội, trở về nhà thật vốn có. Nếu còn một phần chấp trước thì vẫn phải dùng một phần pháp để đối trị, để khống chế nó. Phật pháp đều là như như, chẳng có cái biết hoặc không biết, đều đến trên cảnh giới vốn có. Chúng ta chẳng đạt được cảnh giới như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt, cho nên phải tu phải học. Đến được cứu kính thì một pháp chẳng lập, vạn pháp đều không, nói ra được đều chẳng phải, hay cảm giác được cũng chẳng phải, cho nên Phật nói pháp không thể giác. Không thể dùng tư tưởng để cảm giác nó, phát hiện nó. Nếu minh bạch được lý trần như thật tướng, thì chẳng có cái giác, cũng chẳng có cái không giác. Minh bạch đạo lý này, thì minh bạch Phật pháp. Chứ phải tu đạo, đều tu mà chẳng tu, chứng mà chẳng chứng, chẳng tu chẳng chứng. Tham sân si đều thanh tịnh rồi, thì đạt đến lý thể như như, một pháp chẳng sinh, vạn pháp đều không, gì cũng chẳng có, cho nên nói một pháp không thể được. Biết do một nên nhiều, biết do nhiều nên một, các pháp chẳng chỗ nương, nhưng từ hòa hợp khởi. Phải biết hết thảy tất cả, để tự một tập tụ mà thành nhiều, phải biết nhiều là do rất nhiều mà thành tựu. Ở trên có nói về số không, đó là vượt khỏi ngoài số, do đó vượt ra ngoài ba cõi, chẳng ở trong ngũ hành. Ba cõi tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ngũ hành tức là kim mộc thủy hỏa thổ, tất cả mọi người đều ở trong ngũ hành. Tướng mạo của mỗi người đều đầy đủ ngũ hành. Má gầy thân cao thuộc về hình cây mộc, đầu nhọn cằm rộng thuộc về hình lửa hỏa, mặt vuông sắc vàng thuộc về hình thổ đất, mặt trắng thuộc về hình kim, mặt đen mà mập thuộc về hình thủy nước. Có người là mộc hỏa thổ, có người là mộc hỏa kim, có người bản thân kim mộc khác với nhau, mình và mình đấu tranh, hình thủy và hình hỏa ở cùng một chỗ thì thường phát sinh đấu tranh, hình mộc và hình thổ ở cùng chỗ thì thường phát sinh đấu tranh, nhưng số không vượt ngoài những số mục này. Một số người cho rằng vận mạng có sự an bài nhất định, do đó mạng có tám thước, khó cầu một trượng, không sai, nhưng đây là chỉ người bình thường mà nói. Nếu người tu đạo thì chẳng ở trong số này. Người tu đạo không cần hỏi kinh dịch, đó là một số phàm phu tục tử sử dụng. Sinh tử của người tu đạo còn chấm dứt được, hà huống là những số khác, càng vượt khỏi được, cho nên đừng tin. Nói về ngũ hành, bất quá minh bạch lý của nó mà thôi. Kỳ thật nhận chân mà tu hành thì bất cứ đạo lý gì cũng sẽ minh bạch. Số không này là pháp môn rất quan trọng, các vị phải đối với số không mà dụng công, nghiên cứu tử tế một phen thì tương lai nhất định sẽ có biện pháp, vì nó chẳng ở trong số. Số mục bắt đầu thì có một, dòng số không cho đến một cũng chẳng có. Biết một nhiều rồi tức là nhiều, biết nhiều là do một mà thành. Do đó có câu, một gốc tán làm vạn thù, vạn thù quy về một gốc. Một làm vô lượng, vô lượng là một. Tại sao có vô lượng? Vì có một. Tại sao có một? Vì có vô lượng. Nếu là một sinh ra thì có rất nhiều chuyện rắc rối. Từ một sinh ra 2, 3, 4 cho đến 8, 9, 10, số mục vô cùng tận, cũng theo đó mà ra. Nếu chẳng có một thì nhiều đương nhiên cũng chẳng có, cho nên nói một mà không thì nhiều là không, nhiều mà không thì một là không. Một hạt bụi cũng chẳng có thì tất cả hạt bụi cũng chẳng có, nhiều hạt bụi không thì một hạt bụi cũng không có. Các pháp chẳng có thể tánh, cho nên chẳng có chỗ nương tựa, nhưng là tự giả hòa hợp với nhau mà thành tựu tất cả pháp phương tiện. Không năng tác sở tác, do tự nghiệp tưởng sinh, sao lại biết như vậy? Vì khác đây không có. Trong trời đất tất cả vạn sự vạn vật, có những người nói ở trong mình có chủ tể thao túng. Đây là năng tác, tất cả vạn sự vạn vật, đây là sở tác. Có chủ tể thì năng tác, tất cả vạn sự vạn vật, tất cả vạn sự vạn vật là sở tác ra. Một số tôn giáo đều là nói như thế, song nói về sự thật thì chẳng có người nào làm chủ tể tất cả vạn sự vạn vật, cho nên mới nói không năng tác sở tác, chẳng có một người năng tác, cũng chẳng có vật sở tác. Đây là như thế nào? Hết thảy tất cả đều là khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Nghiệp là từ đâu mà sinh ra? Là từ vọng tưởng tạo ra. Lúc ban đầu là không giác, không hiểu biết. Không giác tức là vô minh, vì vô minh nên sinh ra mê hoặc. Nếu chẳng có vô minh thì chẳng có mê hoặc. Có mê hoặc rồi thì sinh ra vọng tưởng, có vọng tưởng thì tạo ra đủ thứ nghiệp. Nghiệp tạo ra, nếu trồng nhân lành thì có quả báo lành, nếu nghiệp ác thì có quả báo ác. Nếu là nghiệp không thiện không ác thì có quả báo không thiện không ác. Cho nên những gì chúng sinh gặp
đều là do mình đã tạo ra. Chẳng có ai đến chi phối tạo ra cho đến chuyển đi chuyển lại ở trong luân hồi không thể thoát khỏi. Theo nghiệp mà thọ quả báo, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, vĩnh viễn không thoát khỏi sinh tử. Làm thế nào biết được là như vậy? Nếu lìa khỏi đạo lý này thì chẳng có đạo lý khác để nói. Có tôn giáo chủ trương tất cả thế gian là do thần chi phối, vậy thì làm thiện làm ác với mình chẳng có quan hệ gì. Xong đến lúc thọ quả báo thì mình vẫn phải đi thọ, thần chẳng màng đến. Đây là đạo lý chẳng hợp lý. Vì nhân duyên đó cho nên nói là từ nghiệp tưởng của mình sinh ra. Giống như có người sai người khác đi giết người. Kẻ giết người tuy là phạm tội, song người sai khiến cũng có tội. Nếu thần chi phối chúng ta thì tất cả đều do thần đến làm chủ. Vậy thì nghiệp mà chúng ta tạo ra, thần cũng phải có một nửa tội nghiệp mới hợp tình hợp lý. Nếu chẳng phải như vậy, thần dạy chúng ta làm việc, tội nghiệp thì của chúng ta, còn công đức thì của thần. Như vậy thì chẳng bình đẳng, chẳng hợp lý. Tội nghiệp mình tạo ra với người khác chẳng có quan hệ gì. Làm việc thiện thì được quả báo thiện, làm việc ác thì được quả báo ác. Đây là nhân quả rất hợp lý. Cho nên chúng ta cử chỉ hành động, đừng để người khác đến chi phối. Nếu thật là do thần chi phối thì không nên dạy chúng ta làm đủ thứ chuyện ác, chỉ làm các chuyện tốt, như thế mới đúng. Vì thần chẳng muốn người làm việc ác, mong muốn người làm việc thiện. Nếu thần chẳng có năng lực này thì mình làm ác, mình thọ quả báo. Làm công đức là thần, làm ác là mình phải nhận. Đây thật chẳng hợp lý chút nào. Tất cả pháp không trụ, định xứ không thể được. Chư Phật trụ nơi đây, rốt ráo chẳng dao động. Phật nói 84.000 pháp môn đều là pháp phương tiện, là để đối trị tham sân si của chúng sinh. Cho nên nói bổn thể của tất cả pháp là không chỗ trụ, không trụ nơi có cũng không trụ nơi không. Do đó chẳng có xứ sở nhất định. Pháp chẳng có thật thể, đều là nhân duyên sinh ra, cho nên là không, tất nhiên là không, còn có chỗ nào để trụ? Chư Phật trụ ở trong đạo lý thể, chẳng không, chẳng có. Pháp thần của Phật là vô tướng, vô tại, vô bất tại. Phật là như như chẳng động, rõ ràng, sáng suốt, cho nên rốt ráo chẳng dao động. Bấy giờ Bồ Tát Vô Thượng Huệ, nương oai lực của Đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó, vị Đại Bồ Tát Vô Thượng Huệ ở phương dưới, đường đại oai thần lực của Phật gia trì, quan sát khắp nhân duyên và căn tánh của mười phương chúng sinh, dùng kệ để nói pháp mà Ngài muốn nói. Vô Thượng mà Hà Tát, xa lìa chúng sinh tưởng, không có ai hơn được, nên hiệu là Vô Thượng. Vị Đại Bồ Tát Vô Thượng Huệ, trí huệ, tu hành, nguyện lực, thần thông vân vân của Ngài đều là Vô Thượng, pháp của Ngài nói cũng là Vô Thượng. Ngài không những là vị Đại Bồ Tát, mà còn là thượng thủ trong Bồ Tát, lãnh đạo tất cả Bồ Tát để đến chốn Phật, đến điệu diệu thắng, để nghe diệu pháp kinh Hoa Nghiêm. Vì Đại Bồ Tát Vô Thượng Huệ này, hết thảy tất cả Ngài đều đã đạt đến cực điểm, chẳng có ai vượt qua Ngài được, cho nên gọi là Vô Thượng Maha Tát. Bồ Tát là nửa tiếng Phạn, đầy đủ là Bồ Đề Tát Đoà. Bồ Đề dịch là giác, Tát Đoà dịch là hữu tình, tức cũng là giác hữu tình, còn gọi là hữu tình giác, ý nghĩa giống nhau, chẳng có khác biệt. Gì gọi là giác hữu tình? Tức là dùng đạo lý mà mình giác ngộ, phương pháp mà mình minh bạch, để giác ngộ mười phương tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được sự giác ngộ. Đây là tư tưởng tự giác giác tha của Bồ Tát. Gì gọi là hữu tình giác? Bồ Tát vốn cũng là chúng sinh, vì tu lục độ vạn hạnh cho nên thành Bồ Tát. Đó là một bậc giác ngộ trong hữu tình. Chẳng những Bồ Tát là chúng sinh mà chư Phật cũng do chúng sinh giác ngộ mà thành Phật. Phàm là có tri giác, có khí huyết đều là chúng sinh, là chúng duyên hòa hợp mà sinh. Phật Bồ Tát trong quá khứ đều giống như chúng ta chúng sinh, bất quá Phật Bồ Tát sinh tu lục độ vạn hạnh cho nên thành Phật, thành Bồ Tát. Còn chúng ta lười biếng chẳng chịu tu hành cho nên vẫn là chúng sinh. Tuy nhiên hiện tại chúng ta tu hành nhưng chẳng tinh tấn, giống như phát nguyện tu hành, đợi ngày mai mới tu, ngày mai lại đợi ngày mai, một ngày rồi một ngày, đợi đến già rồi cũng chẳng tu hành, cũng chẳng thành tựu. Có người nói, tôi tuổi còn trẻ, đợi tôi lớn tuổi mới tu, xong sau khi lớn tuổi thì bị lưới thế gian ràng buộc, chẳng chịu tu hành. Đến tuổi già thì càng chẳng có thời gian để tu hành, đợi đến lúc chết thì càng không thể tu hành, là vì có tư tưởng như thế. Từ vô lượng kiếp đến nay chẳng phát tâm Bồ Đề, chẳng hành đạo Bồ Tát, chẳng tu lục độ vạn hạnh, thì làm sao liễu sinh thoát tử? Do đó mà sinh sinh tử tử, lưu chuyển không ngừng ở trong luân hồi. Nếu chúng ta chẳng lười biếng giống như chư Phật, Bồ Tát, A-La-Hán, dũng mãnh tỉnh tấn,
thì sớm sẽ thành Phật, thành Bồ Tát, thành La Hán, mà trở thành bậc giác ngộ trong hữu tình. Bồ Tát còn dịch là đại đạo tâm, vì tâm đạo đặc biệt lớn, chẳng sợ mọi sự khổ, chẳng sợ mọi sự khó, tinh tấn đủ Phật Pháp, hết mình hành đạo Bồ Tát, còn gọi là đại sĩ, là đại trượng phu, do đó Nam Hải đại sĩ, tức là biệt danh của Bồ Tát Quán Thế Âm, còn gọi là khai sĩ, chẳng có ích kỷ tướng ta, thấy cái ta chẳng đố kỵ người khác, cũng chẳng chướng ngại người khác. Bồ Tát xa lìa hết thảy vọng tưởng của chúng sinh, những gì chúng sinh nghĩ đều là vì mình mà tính toán, để làm thế nào mình được lợi ích. Hết thảy vọng tưởng của Bồ Tát đều nghĩ ta muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, ta muốn giáo hóa tất cả chúng sinh, ta muốn cứu độ tất cả chúng sinh. Đó là tư tưởng của Bồ Tát xả mình vì người. Tư tưởng của Bồ Tát với tư tưởng của chúng sinh đều trái ngược nhau. Chúng sinh nghĩ ích kỷ, Bồ Tát thì nghĩ lợi người. Có người nói, tôi hiện tại hành đạo Bồ Tát, tôi cũng là Bồ Tát. Không sai, bạn là Bồ Tát, song là Bồ Tát mới phát tâm, chứ chẳng phải là lão Bồ Tát. Lão Bồ Tát là từ vô lượng kiếp đến nay tu lục độ vạn hạnh. Bạn vừa mới bước đi trên con đường Bồ Tát, là mới phát tâm Bồ Tát mà thôi. Do đó có câu, ngư tử nại ma la, Bồ Tát ban đầu phát tâm, tam sự nhân trung đa, như kỳ kết quả thiểu. Nghĩa là, cá tuy đẻ trứng rất nhiều, nhưng thành cá thì rất ít. Cây nại ma la nở hoa rất nhiều, nhưng kết trái thì rất ít. Bồ Tát mới phát tâm chẳng biết là bao nhiêu. Do đó phát tâm thì dễ, mãn nguyện thì khó. Chân chánh hành đạo Bồ Tát, thành tựu quả Bồ Tát thì rất ít. Ba việc này tại nhân địa rất là nhiều, tại quả địa rất là ít. Tuy chúng ta là Bồ Tát mới phát tâm, thì nên phát tâm Bồ Tát vĩnh viễn, đừng phát tâm Bồ Tát 5 phút. Qua 5 phút rồi thì thối thất tâm Bồ Tát, điểm này rất quan trọng. Hy vọng mọi người chú ý, phải có trước có sau, quán triệt thủy chung. Chỗ chư Phật đắc được, Bồ Tát vô phân biệt, thô lớn không chỗ có, vi tế cũng như thế. Mười phương ba đời tất cả chư Phật lại có thể nói là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đắc được Niết Bàn mà chẳng chỗ được. Tại sao? Vì bản giác là tự nhiên, không cần tạo tác hoặc thêm công phu để đắc được Niết Bàn, tức cũng là giác ngộ vốn có. Cho nên nói vô tác vô phân biệt, vì chẳng tạo tác, không thể dùng thức để phân biệt. Không có thức thì đắc được trí huệ vốn có. Chẳng những sáu tướng thô hoàn toàn không có, mà tướng tam tế cũng chẳng có. Đây là Phật chứng đức bên trong, chính mình chứng được đức hạnh này bên trong. Bài kệ này có 6 câu, còn 2 câu kệ phía sau là khen hóa đức bên ngoài, là đức tánh giáo hóa tất cả chúng sinh. Chúng đức bên trong hóa đức bên ngoài là một thứ đức hạnh của Phật. Tướng tam tế là gì? Tức là một tướng nghiệp, hai tướng thấy được, ba tướng cảnh giới. Còn nói là tướng nghiệp, tướng hiện, tướng chuyển. Tướng tế này rất là vi tế, chẳng dễ gì giác được, chẳng dễ gì minh bạch, chẳng dễ gì biết được. Một tướng nghiệp, tạo nghiệp như thế nào, tức là nương bất giác, vô minh sinh ra tướng tam tế, do đó một niệm không giác sinh tam tế, cảnh giới là duyên lớn lục thô. Lại nói vô minh là nhân sinh tam tế, cảnh giới là duyên sinh lục thô. Tại sao chúng ta đến làm người? Vì tạo nghiệp làm người, cho nên đến làm người. Mèo tạo nghiệp mèo, chó tạo nghiệp chó, cho nên đến làm chó mèo. Đây là tự làm tự thọ. Do đó chúng ta vì một niệm vô minh mà đến làm người, vì vô minh mà tâm động, đây tức là nghiệp. Có nghiệp thì có khổ, nghiệp tạo ra phải thọ quả báo. Tạo nghiệp lành thọ quả báo lành, tạo nghiệp ác thọ quả báo ác. Tướng nghiệp là vì một niệm vô minh mà khởi. Tóm lại, vô minh tức là sinh tử gốc rễ của ái. Vô minh trong 12 nhân duyên là chỉ nam nữ thấy tướng, sinh ra tâm ưa thích mà thương nhau, có tình ái thì có hành vi, gốc rễ sinh tử của chúng ta là từ đây mà ra. Hai tướng thấy được, có tướng nghiệp rồi thì sinh ra tướng thấy được, tức có động tác thì thấy được, nếu không động tác thì chẳng thấy được. Ba tướng cảnh giới, có tướng thấy rồi thì sinh ra tướng cảnh giới, không thấy thì không cảnh giới. Vô minh tâm động, động thì có khổ, vì quả chẳng lìa nhân, tạo nhân gì thì thọ quả đó. Có động thì có tướng thấy sinh ra, chẳng động thì chẳng có tướng thấy. Do đó niệm khởi trăm việc có, niệm dừng vạn việc không. Động thì có tướng thấy, thì có tướng cảnh giới, tức là cảnh giới thấy được hiện ra. Tướng lục thô là gì? Tức là một chướng trí, hai tướng tương tục, ba tướng chấp lấy, bốn tướng tánh danh tự, năm tướng khởi nghiệp, sáu tướng nghiệp buộc khổ. Cảnh giới là trợ duyên,
lại sinh ra sáu thứ tướng thô này. Do gốc rễ vô minh sinh ra tướng tam tế, do cảnh ngọn vô minh mà sinh ra tướng lục thô. Một tướng trí có cảnh giới rồi thì biết cảnh giới, bèn sinh ra tâm ưa thích hoặc không ưa thích. Hai thứ tâm này sinh sinh không ngừng, vọng sinh phân biệt. Hai tướng tương tục, nương trí huệ phân biệt, sinh ra hai thứ tâm ưa và không ưa, lại sinh ra khổ và vui hai thứ tư tưởng. Hoặc ưa hoặc không ưa, hoặc khổ hoặc vui, tư tưởng như thế liên tục không ngừng. Ba tướng chấp lấy, vì liên tục không ngừng nên sinh ra tướng chấp lấy, chấp trước cảnh giới khổ vui, chẳng biết đây là hư vọng không thật, ngược lại còn sinh tâm niệm chấp lấy thâm sâu. Bốn tướng tánh danh tự, chấp lấy cảnh giới thì tính toán rằng đây là danh tự gì, kia là danh tự gì, bèn chấp trước vào danh tự hư vọng không thật mà sinh ra phiền não phân biệt. Năm tướng khởi nghiệp, chấp trước cảnh giới hư vọng không thật, lại sinh ra nghiệp khổ, nghiệp vui, nghiệp thiện, nghiệp ác, đủ thứ tướng, nương danh tự mà chấp lấy, tạo ra đủ thứ các nghiệp nhiễm tịnh. Sáu tướng nghiệp buộc khổ, tướng này sinh ra rồi thì bị nghiệp ràng buộc mà chẳng tự tại, chẳng cách chi tháo gỡ. Giống như dạy người tu hành thì họ nói hoàn cảnh không cho phép, trong nhà không ai lo liệu, tóm lại có đủ thứ lý do, đây là tướng nghiệp buộc khổ không thoát được. Cảnh giới chư Phật hành, trong đó chẳng có số, chánh giác xa lìa số, đây là chân pháp Phật. Cảnh giới chư Phật giáo hóa chúng sinh vượt ra ngoài tất cả số mục, vì Phật đã xa lìa tất cả số, chúng sinh còn ở trong số, có số thì có lời lẽ để nói, có tư tưởng để nghĩ, Phật đã vượt ra con đường lời lẽ tư tưởng. Nếu hiểu được cảnh giới này thì tức là pháp môn phương tiện chân chánh của Phật. Người học Phật pháp thì đừng có tướng ta thấy ta, nếu có tướng ta thì có chấp trước, có thấy ta thì vẫn có chấp trước. Có sự chấp trước thì không thể minh bạch lý không, nếu muốn minh bạch lý không thì phải phá tất cả chấp trước. Đừng vì mình mà tính toán, phải vì chúng sinh, mưu lợi ích, đừng lo lắng, buông xả tất cả. Do đó, buông xả thân tâm Phật tự thành. Tại sao chúng ta chẳng tự tại? Vì chẳng buông xả thân tâm. Chúng ta đối với quần áo, thức ăn, uống, chỗ ở, đừng có tâm tham dục. Quần áo đủ che lạnh là được, đừng mặc đồ đẹp. Ăn cơm no bụng thì được, đừng ăn đồ quá bổ dưỡng. Chỗ ở đủ che mưa che gió thì được, đừng ở nhà cao sang rộng rãi. Đừng vì thân thể mà lo lắng, lo đến đầu bạc. Đến lúc đó, nó cũng chẳng trợ giúp bạn. Tất nhiên là vô tình, vô nghĩa như vậy, thì hà tất phải vì đồ giả này. Như Lai quang chiếu khắp, diệt trừ các đen tối. Quang đó chẳng có chiếu, cũng lại chẳng không chiếu. Phật quang chiếu khắp, trí huệ quang minh của Phật chiếu khắp tất cả tâm chúng sinh, chiếu soi tâm chúng sinh, tiêu diệt trừ sạch tham sân si, chiếu soi đen tối thành quang minh, diệt trừ 84.000 tập khí mau bệnh. Chúng ta học Phật pháp tức là diệt trừ các đen tối, đừng chấp trước vào quang minh của Phật, sao ta chẳng nhìn thấy? Nghiên cứu Phật pháp khai mở trí huệ thì đây chẳng phải là quang minh của Phật chăng? Nếu càng nghiên cứu càng hồ đồ, chẳng hiểu chân chánh đạo lý Phật pháp, như vậy thì chẳng diệt trừ được tập khí mau bệnh, không thể nói quang minh của Phật không chiếu khắp. Mình chẳng khai mở trí huệ thì tham sân si vẫn như cũ, một chút cũng chẳng thay đổi, đây tức là cũng chẳng chỗ chiếu, cũng chẳng phải có chiếu, cũng chẳng phải không chiếu, chiếu mà không chiếu, không chiếu mà chiếu. Đây là nói trí huệ quang minh của mình hiện ra, tức là quang minh của Phật chẳng chiếu khắp. Quang minh của Phật giống như công ty điện lực, phòng của chúng ta ở đã bắt dây điện, bóng đèn, nút mở tắt, vân vân, tất cả đều đã bắt xong, đã tiếp thông với điện lực. Nhưng nếu không bật lên thì đèn vẫn không sáng, trong phòng vĩnh viễn vẫn đèn tối. Tại sao? Vì điện chẳng thông cho nên không khởi tác dụng, phải bật lên thì lập tức đèn sẽ sáng lên, chiếu phá đèn tối. Tâm của chúng ta chúng sinh tức là nút bật lên, khai mở bật nút tâm lên thì quang minh của Phật sẽ chiếu sáng. Nếu nút tâm không bật lên thì dù có quang minh của Phật cũng chiếu chẳng đến. Tuy nhiên đây là ví dụ nông cạn nhưng có lý giống nhau. Các vị hãy mau bật nút tâm lên để tiếp thọ trí huệ quang của Phật đến dẫn chứng. Như vậy thì sẽ đắc được quang minh của Phật chiếu khắp. Mỗi chúng sinh đều có tập khí mau bệnh của chính họ. Có người hoan hỉ ăn chua, có người hoan hỉ ăn ngọt, có người hoan hỉ ăn đắng, có người hoan hỉ ăn cay, có người hoan hỉ ăn mặn. Đây là năm vị mà mọi người ưa thích. Phật nói pháp cũng giống như vậy, là vì người thế giáo. Có người hoan hỉ pháp tiểu thừa thì Phật nói bà tạng giáo. Có người hoan hỉ pháp đại thừa thì Phật nói bát nhã pháp hoa niết bàn. Phật giáo phân ra nhiều thứ giáo,
Mỗi thứ giáo đều khác nhau. Chiếu theo tông thiền thài mà nói thì phân ra làm bốn giáo, tức là tạng, thông, biệt, viên. Chiếu theo tông hiền thủ mà nói thì phân làm năm giáo, tức là tiểu, thủy, trung, đốn, viên. Vì con người hoan hỷ giáo khác nhau, cho nên phân ra đủ thứ giáo. Phật nói xong bộ kinh này lại nói bộ kinh khác. Bộ kinh này nói xong lại nói bộ kinh nọ. Mỗi bộ kinh đều là đối trị tập khí mau bệnh của chúng sinh. Chúng sinh nào cần bộ kinh nào thì bộ kinh đó là chân kinh. Tóm lại, đối trị cơ chúng sinh, trừ khử được mau bệnh của chúng sinh thì tức là chân không trừ xử được tập khí của chúng sinh thì đều là giả. Khi Phật sắp vào Niết Bàn thì có người hỏi: Đức Thế Tôn, Ngài nói kinh điển nhiều như vậy làm sao mà truyền bá? Phật nói: Ta một chữ cũng không nói thì có kinh điển gì? Đây có phải là Phật nói dối chăng? Phật nói ba tạng 12 bộ sao lại nói một chữ cũng không nói? Không phải. Đây nghĩa là nói hữu dụng là thật, vô dụng là giả. Nếu chúng sinh đều không dùng thì bộ kinh này đương nhiên một chữ cũng chẳng có. Phật đã từng đoán trước rằng vào lúc Phật Pháp sắp diệt vong thì kinh Lăng Nghiêm sẽ mất trước nhất. Hiện tại đã phát sinh hiện tượng này. Trên toàn thế giới có rất nhiều người nói kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo, cứu kính là thật hay là giả cũng chẳng có bằng cứ gì. Bất quá họ chỉ là nhìn không mà bắt ảnh, loạn phê bình mà thôi. Chẳng những một số học giả bình luận như vậy mà cho đến người xuất gia cũng công khai nói kinh Lăng Nghiêm là giả. Đây là chuyển theo cảnh giới của các vị học giả. Chẳng những nói kinh Lăng Nghiêm là giả mà từ hết thảy kinh điển đều là giả, chẳng có bộ kinh nào là thật. Từng chút sẽ dần dần tiêu diệt. Mạt pháp, tức là mạt pháp như vậy. Mọi người đều nói kinh Lăng Nghiêm là giả thì đương nhiên chú Lăng Nghiêm cũng là giả. Nếu một người truyền 10, 10 truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn người tuyên truyền như vậy thì bổn thân Phật giáo đồ đều dao động, thì sẽ chẳng có ai học kinh Lăng Nghiêm, tụng chú Lăng Nghiêm. Như vậy thì chẳng có trí huệ để nhận thức pháp nào là thật, pháp nào là giả. Kỳ thật, bất cứ bộ kinh nào đối với mình có lợi ích thì tức là chân kinh, chẳng có lợi ích thì là kinh giả. Tuy là Phật nói nhưng chẳng đối cơ lại có dụng gì. Tóm lại, khế hợp tức là chân, chẳng khế hợp tức là giả. Nơi pháp chẳng chấp trước, không niệm cũng không nhiễm, không trụ không xứ sở, chẳng hoại nơi pháp tánh. Tất cả pháp là vì độ tất cả chúng sinh. Nếu chẳng có tất cả chúng sinh thì tất cả pháp cũng không có. Pháp là đối với chúng sinh mà có. Kinh Phật tức là kinh chúng sinh, tức cũng là kinh trong tâm. Cho nên tất cả đều phải hỏi ngược lại tâm mình. Do đó tâm trần thì pháp chân, tâm trần kinh giả cũng là chân. Tại sao? Vì chẳng có phân biệt nhiều. Nếu tâm có sự phân biệt thì chân kinh cũng biến thành kinh giả, pháp thật cũng biến thành pháp giả. Đây với sự tụng chú cũng giống nhau. Tụng chẳng có tâm phân biệt, tụng chẳng có vọng tưởng thì tuy là chú âm có chút sai lệch nhưng cũng sẽ có cảm ứng. Tại sao? Vì tâm thành chuyên nhất thì linh. Nếu tụng có sự phân biệt vọng tưởng thì dù chú linh cũng chẳng linh. Do đó có câu: người tránh hành pháp tà cũng là tránh. Người tà hành pháp tránh cũng là tà. Cho nên nói như vậy: người tránh đọc kinh giả cũng là thật. Người giả đọc kinh thật cũng là giả. Chẳng phải kinh có thật giả mà là người có sự phân biệt, so sánh đây là thật, kia là giả. Đó là chẳng hiểu Phật Pháp. Nếu hiểu Phật Pháp thì tuyệt đối chẳng dụng công phu tại chỗ này. Cho nên nói nơi Pháp không chấp trước, tức nghĩa là chẳng có tâm phân biệt, chẳng có niệm tịnh cũng chẳng có niệm nhiễm. Tịnh nhiễm đều chẳng lập, thường gặp xe châu trắng. Nếu nhiễm tịnh đều không thì luôn luôn được gặp Pháp trần thật. Pháp này là tận hư không biến pháp giới, không trụ mà không chỗ không trụ, nhưng đều bao quát ở trong tự tánh. Đây tức là chẳng hoại nơi pháp tánh. Pháp tánh là tận hư không biến pháp giới, chẳng phải chỗ nhỏ này là ta, chỗ kia lớn chẳng phải ta, hoặc chỗ lớn này là ta, chỗ kia nhỏ chẳng phải ta. Chẳng có cái ta, đều không vượt ra ngoài pháp giới, đều bao quát ở trong pháp tánh. Trong đây không có hai, cũng lại không có một. Bậc đại trí khéo thấy, như lý khéo an trụ. Đây chẳng phải là hai pháp môn, tức là tự tánh không hai, tức cũng chẳng có một, thậm chí cho đến một cũng chẳng lập. Do đó, một pháp chẳng lập, vạn pháp đều không. Một cũng chẳng có, hai cũng chẳng có, nghĩa là chẳng có một, chẳng có hai niệm, cho đến niệm cũng chẳng có. Nếu còn có hai niệm thì đó vẫn là quá ngại, vẫn là hư vọng, vẫn là có niệm. Niệm cũng chẳng có thì đây mới là cảnh giới.
chân không chẳng tang người, đại đạo không hình tướng. Bậc đại trí huệ thì khéo thấy tất cả lý, tức là đạo lý chân không diệu hữu. Đây là trụ mà không trụ vi diệu, không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là an trụ. Trong không chẳng có hai, chẳng hai cũng lại không, ba cõi tất cả không, đó là chư Phật thấy. Trong không đừng có hai niệm, nếu có hai niệm thì chẳng có không, chẳng có hai niệm tức là một không sinh. Một niệm không sinh thì hợp với pháp giới lý thể, cho nên mới nói ba cõi tất cả không. Không tức là đệ nhất nghĩa không, đệ nhất nghĩa không thì lúc đó sẽ hợp với pháp giới mà làm một. Pháp giới tức là tự tánh của chúng ta, tự tánh tức là pháp giới. Đây tức là cùng chung một kiến giải của chư Phật, một thứ cảnh giới. Phàm phu chẳng giác hiểu, Phật khiến trụ tránh pháp, các pháp chẳng chỗ trụ, ngộ đây thấy thân mình. Tri kiến của phàm phu đều có sự chấp trước và quái ngại, chẳng có trí huệ chân chánh, cho nên đối với hết thảy tất cả đều chẳng minh bạch. Tỳ phàm phu chẳng giác chẳng hiểu, cho nên Phật giáo hóa tất cả chúng sinh trụ vào chánh pháp, đừng có tà tri tà kiến. Chúng sinh trụ vào chánh pháp thì pháp trụ vào đâu? Vì các pháp vốn không, cho nên các pháp chẳng chỗ trụ. Nếu minh bạch đạo lý này thì phá được hết thảy mọi chấp trước, sẽ trần tránh nhận thức được bản lai diện mục của chính mình. Không thân mà nói thân, không khởi mà hiện khởi, không thân cũng không thấy, là Phật vô thượng thân. Trong Kinh Kim Cang có nói, Phật nói không thân là gọi thân lớn. Nếu là thân thì chẳng phải thân lớn. Thân lớn tức là pháp thân, pháp thân nói là thân. Trên thực tế thì chẳng có hình thể, nó là lớn mà không ở ngoài, nhỏ mà không ở trong. Cho nên Phật nói không thân gọi là thân lớn, chẳng có thân thể chân thật mà chỉ nói thân thể. Phật là như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt, vô tại vô bất tại, chẳng có gì mà không biết, chẳng có nơi nào mà không chiếu đến, chẳng có nơi nào mà không hiện. Cho nên nói chẳng khởi mà hiện khởi, chẳng phải như phàm phu phân biệt có khởi không khởi, có động không động. Phật thể tĩnh chẳng ngại động, động chẳng ngại tĩnh, động tĩnh như một. Đây là đạo lý chẳng khởi mà hiện khởi. Tự nhiên chẳng có thân, sao lại có thấy? Không thân không thấy tức là thân vô thượng, thấy vô thượng của Phật. Pháp thân vô thượng thì chẳng có hình tướng, phải biết chẳng có hình tướng thì giống như hư không. Do đó, nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, hãy tịnh ý mình như hư không. Trong ý niệm chẳng những chẳng có pháp nhiễm ô, mà pháp thanh tịnh cũng chẳng sinh. Cho nên tất cả đều là bản lai đầy đủ, bản lai viên mãn, đây tức là thân vô thượng của Phật. Như vậy thật huệ nói, chư Phật diệu pháp tánh. Nếu người nghe pháp này sẽ được mắt thanh tịnh, giống như các đạo lý đã nói ở trên, là nghe được từ Bồ Tát chất thật huệ. Ngài nói như vậy, tôi Bồ Tát vô thượng huệ cũng nói như vậy. Đây tức là diệu pháp tánh của mười phương ba đời tất cả chư Phật nói. Nếu có người nghe được diệu pháp tánh này thì sẽ đắc được đại trí huệ, đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Bấy giờ Bồ Tát Kiên Cố Huệ nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó vị đại Bồ Tát Kiên Cố Huệ ở phương trên nương đại oai thần lực gia trì của Phật quán sát khắp nhân duyên và căn tánh của mười phương chúng sinh, dùng kệ để nói ra pháp muốn nói. Vĩ đại đấng quang minh dũng kiện vô thượng sĩ, vì lợi ích quần mê mà xuất hiện ra đời. Đức Phật rất vĩ đại, trí huệ đại quang minh của Ngài đã đạt đến tột đỉnh. Phật là dũng mãnh cường kiện, đối với lục độ vạn hạnh rất là dũng kiện. Phật có 10 hiệu, vô thượng sĩ là một trong 10 hiệu. Phật là đại sĩ tôn quý nhất, trên hết chẳng có ai trên Ngài. Tại sao Phật xuất hiện ra thế giới Ta Bà? Là vì lợi ích cho tất cả quần mê chúng sinh. Phật khiến cho chúng sinh bỏ mê về với giác ngộ, cải tà về chánh, trở về cội nguồn, thấy được bộ mặt chân thật. Phật vì giáo hóa tất cả chúng sinh, lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử, nên mới hiện ra thế gian. Thế gian có ba thứ: một, khí thế gian; hai, hữu tình thế gian; ba, chánh giác thế gian. Khí thế gian là gì? Tức là sông núi, đất đai, nhà cửa, phòng xá. Gì là hữu tình thế gian? Tức là nơi tất cả chúng sinh ở. Gì là chánh giác thế gian? Tức là nơi tất cả bậc thánh ở. Tại hữu tình thế gian có thành Phật, có thành Bồ Tát, có thành A-la-hán. Thế gian của các ngài ở gọi là chánh giác thế gian. Thế gian mà hiện tại đang nói bao quát cả ba thế gian. Phật đến thế gian này để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ rõ tâm thấy tánh, rốt ráo thành Phật. Đây là tâm nguyện của Phật, cũng là tâm từ bi của Phật. Phật dùng tâm đại bi quán khắp các chúng sinh,
thấy ở trong ba cõi luân hồi thọ các khổ. Phật dùng tâm đại bi quan sát khắp hết thảy tất cả mười phương chúng sinh, thấy tất cả chúng sinh đang ở trong ba cõi thọ sinh tử, ở trong luân hồi thọ mọi sự khổ, thật là đáng thương xót. Cho nên đến thế giới này để giáo hóa chúng sinh thoát khỏi biển khổ, đắc được an lạc của Niết Bàn. Phật giáo hóa chúng sinh dùng từ bi hỷ xả bốn tầm vô lượng, do đó vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Thế nào là vô duyên đại từ? Tức là gặp người vô duyên phải dùng tâm từ để đối đãi với họ, để cảm hóa họ, như vậy mới kết duyên lành. Nếu đối với người vô duyên mà chẳng kết duyên, chẳng chú ý họ, chẳng gần gũi họ, thì cuối cùng vẫn chẳng có duyên với người. Thế nào là đồng thể đại bi? Tức là phải nhìn mình không đúng, đừng nhìn họ không đúng. Phật thấy chúng sinh không đúng thì coi như mình không đúng. Tôi thường nói bài kệ này: hãy nhận là mình sai, đừng nói lỗi người quấy. Lỗi người tức lỗi mình, đồng thể gọi đại bi. Các bạn đại khái vẫn chưa dùng được, cho nên vẫn thường nói người khác không đúng. Nếu có thể nghĩ như vậy, họ không đúng tức là mình không đúng, tội nghiệp của họ tức là tội nghiệp của mình. Đừng có phân biệt đó đây, nhìn thành một thể, đây tức là tâm đại bi. Tại sao chúng ta có sinh tử? Là vì có dục niệm. Dục niệm là gốc rễ của sinh tử. Mục đích chúng ta tu đạo tức là chấm dứt sinh tử. Tu như thế nào? Phương pháp rất đơn giản, tức là đoạn dục khởi ái. Nếu tu hành thành tựu triệt để thì sinh tử sẽ chấm dứt, chẳng còn dục niệm thì sẽ đóng chặt cửa địa ngục lại. Cho nên người tu đạo quan trọng là tu chẳng còn dục niệm. Còn dục niệm thì còn lậu thì còn sinh tử. Không còn dục niệm thì không còn lậu, không còn lậu thì không còn sinh tử. Phật thấy chúng sinh trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh. Đời này sinh làm con nhà họ Trương, đời sau nữa sinh làm con nhà họ Lý, đời sau nữa sinh làm cha họ Triệu, hoặc làm ông nhà họ Vương, cứ chìm nổi như vậy chẳng có ngừng nghỉ. Có lúc kiếp trước là cha con, đời này là anh em, hoặc kiếp trước làm ông, đời này làm cháu. Điền đảo như vậy là nhân duyên khác biệt. Có lúc làm việc thiện được sinh về cõi trời, có lúc làm ác đọa vào địa ngục, ở trong luân hồi chuyển lại chuyển đi. Chúng sinh trong dục giới đặc biệt, dục niệm rất nặng, cho nên chẳng chứng quả. Ở sắc giới vẫn còn hình sắc có thể thấy, ở cõi vô sắc tuy không hình sắc có thể thấy, nhưng có thức phân biệt. Vì có thức thì vẫn chưa thoát khỏi ba cõi, vì gốc phân biệt vẫn chưa đoạn sạch. Chúng sinh chưa thoát khỏi ba cõi thì vẫn phải thọ các khổ. Khổ có ba thứ khổ: một khổ khổ, hai hoại khổ, ba hành khổ. Lại có tám thứ khổ: một sinh khổ, hai già khổ, ba bệnh khổ, bốn tử khổ, năm ái biệt ly khổ, sáu oán tám hội khổ, bảy cầu bất đắc khổ, tám ngũ ấm xí thạnh khổ. Ngoài ra còn có vô lượng thứ khổ, suốt thuở vị lai cũng nói không hết. Chúng sinh phải thọ vô lượng khổ. Có một người mà họ thọ nhiều thứ khổ, trải qua rất nhiều khổ nạn, hoặc có nhiều người mà thọ một thứ khổ, ví như chiến tranh, nhiều người chẳng cơm ăn, chẳng áo mặc, chẳng nhà ở, mọi người cùng thọ một tai nạn, đủ thứ khổ, khó mà nói hết được.